Long, xin chào toàn thể quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh trong buổi tối thứ hai ngày 31 tháng 10 hôm nay quý vị nhá. Thì chắc hẳn cũng khá lâu rồi Long mới quay trở lại vườn của Bạch Tuyền để chia sẻ và giao lưu với quý anh chị mình một số tác phẩm cây bonsai đó. Thì Long cũng rất là mong muốn được sự đón xem và ủng hộ toàn thể quý anh chị mình dành cho nhà vườn của Bạch Tuyền quý vị nhá. Đây, xin chào Bạch Tuyền. Đây quý vị ơi, rất là nhiều cây nha quý vị. Nhà vườn thì đã chuẩn bị khá cây. Cây cũng sạch sẽ, gọn gàng, đắp rêu đầy đủ hết rồi quý vị ha. Mình chỉ mình về có thể là chỉ việc tưới tắm và chơi nữa thôi. Chắc là mình chia sẻ từ ngoài vào luôn đi bài tiên ha. Dạ dạ. Cây nào cũng được là mình đi thử đi vòng này trước anh ha. Tùng ha. Một cặp tùng nha, cặp tùng dạng mini nhỏ gọn thôi quý vị ha. Hàng một người có thể bưng bê được. Cái này thì quý anh chị mình nhìn sơ qua cũng biết được là cây trồng nuôi ở cột chầu quý vị ha. Nhỏ nhưng mà rất là già cây. Cây thì hiện tại được nhà vườn chỉnh sửa form tang cũng khá là cân đối và cây nó cũng vừa đấm lọc nó sáng cây luôn quý vị này. Đây quý anh chị có thể cùng ngắm nhìn, cùng giao lưu với nhà vườn. Gần như là không bị chảy tuột. Và nó hình như nó có một cái mặt cắt duy nhất ở đây, mặt cắt xử lý quý vị nhá. Mặt cắt này để xử lý để cho nó mềm cây ấy. Hiện tại nó cũng đã cuộn theo, thấy rõ này. Đây nó đang cuộn mẹp này. Còn trên này thì liên lạc hết rồi. Cái này thì nhiêu tiền không à bà? Dạ 5 triệu rưỡi một cây á anh. 5 triệu rưỡi ha? Dạ đúng rồi, bao gồm phí ship cho mình và cả chậu luôn anh Long. Hàng nhỏ gòn, da cây. Cây này là bên vườn nhà em là không vê, không ghép gì hết á. Không vê bộ, không ghép thế nào ha? Cây nuôi cốt chầu quý vị nhé. Dạ. Nhỏ nhưng mà già cây. Ok, cây này em đo sơ thông số đi ha. Dạ, cây này thì em có đo rồi, còn cây bên em chưa đo tại vì sợ mất thời gian của mình á. Em xin thông báo luôn, hoành thân là 15, nguyên một bể đế ngay chỗ này là 50, chiều cao là 65 và tàn là 70. Dạ, là 5 triệu rưỡi ha. Dạ đúng rồi, 5 triệu rưỡi bao gồm phí ship cho mình và cả chậu. 5 triệu rưỡi là bao ship tới tận nhà đó quý vị nhé. Dạ. Thì đó quý anh chị mình có thể mình kết hợp mình mua một đôi tùng này luôn quý vị này. Còn cây này thì em chưa có đo nè. Con này thì bề để nó duyên này. Nó cây này thì hoành thân nó là 14 nè. Hoành thân là 14. Đúng rồi. Cái hoành eo ngay đây. Hoành bề. Hoành bề ngay đây là 65, nó cũng là na ná cây kia, bề kia là 50. Rồi chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 60 anh Long. Cao là 60. Đúng rồi. Nhìn cái tàn. Cái tàn ngang như đây là 75 anh Long ơi. Tầm ngang 75 ha, quý anh chị mình có thể thấy cái tung này nhỏ nhưng mà nó có một cái bề để đẹp quý vị nhá. Này, một bề để liền ở phía dưới, gần như là phủ mặt chầu luôn rồi này. Và nó không bị chảy tuột, hư hao chỗ nào cả. Mặt phía sau cũng vậy quý vị ha. Nhỏ nhưng mà chất cây. Form tang cũng được nhà vườn chỉnh chu rất là mượt mà như thế này. Nói chung là có bớt chút đỉnh quý vị nhé, nếu như mà kết hợp mình lại được cả hai cây ấy. Nhỏ nhưng mà nó chất cây quý vị ha. Tùng La Hán, cây mã số 2 đi, cái này cái mã số 1 này. Qua cái này là cây mã số 2. Vậy em Thủy này mã số 3 ha. Dạ, mai chú Thủy lá trùng, mã số 3. Phong tàng thiên nhiên quý vị ơi. Cột cành to. Nằm chầu đắp nội luôn quý vị nhé. Em đo luôn nhanh lòng. À, con này chưa đo ha. Dạ, hoành eo ở đây là mình là 35 là anh Long. Hoành eo là 35 cm. Rồi, nguyên một cái dòng bể đế của cây này là 75. Phun tàn của cây là 58 anh Long. Phun tàn là 58. Dạ đúng rồi. Chiều cao lên được bao nhiêu? Chiều cao của cây là 35. Cao lên là 35 cm ha. 37 đó nhưng mà em tính 35 mình cho dễ nhớ. Cái này bề để đẹp quý vị này. Anh chị mình có thể mình cùng ngắm nhìn cho kỹ về cái nha. Những cái vết cắt ở đầu
Đầu này thì nó đã cuộn gần hết rồi, còn xíu xíu nữa thôi. Gần như là liền hết theo đấy. Này. Trên này thì ok hết rồi. Con tàng cũng khá là mượt mà. Và đặc biệt cái này thì bộ đế thì nó nở tròn đều luôn rồi. Quý anh chị mình có thể thấy ha. Đây. Để đậm ok ha. Có cần thì nuôi to. Làm theo lối thiên nhiên cái gì ha. À, tiền của nó nhiều không em? Dạ 17 triệu rưỡi bao ship và cả chậu cho mình luôn anh Long. 17 triệu 500k quý vị nhé. Dạ. Cho em Thủy mã số 3. Quý anh chị mình có thể mình nhìn và đánh giá được cây quý vị ha. Cây cũng khá duyên đấy. Ok. Sang cây số 4 ở bên này cũng một em Thủy. Em Thủy này già hơn như vậy. To hơn quý vị nhé. Mà chưa Thủy là lớn. Con này là lớn. Em chưa đã đạn. Cùng cái như liên lạc này hết theo này. Rồi, nguyên cái dòng eo ở đây là 50 anh Long ơi. Còn nhà eo nhỏ trên là 50 đó quý vị nhá. Em đo dưới đây luôn ha. À. Ở đây là 60. Số một xíu là 60. Của kênh Quỳnh Chi mình có thể thấy ha. Rất là lực kể nha. Nguyên một cái bể đế của bạn này là 105. Bể đế là 105. Phong tăng mình này. Phun tàng 75. Phun tàng của em nói là 75 cm. Cây đang ra hoa luôn. Rồi, chiều cao của bạn này là 45 đó anh. 46, 47 gì đó mà em nói 45 thôi cho mình dễ nhớ hơn. Cao là 45 đi ha. Dạ. À, mặt cắt. Những cái mặt cắt thì con xíu xíu cũng đáng kể ha. Chứ đây ngón tay nè quý vị ha. Bên này cũng vậy. Một xíu xíu nữa thôi. Còn ở trên này thì gần như liền hết rồi. Mặt để ở phía dưới này để to nở đều đấy, không bị hư hại hay là chạy tuột bất cứ chỗ nào cũng như cái gì. Tiền cái này nhiều không hả em? Dạ 38 triệu. 38 triệu. Dạ đúng rồi, cả ship cả chậu cho mình, bao ship bao chậu về đến nhà cái gì nhá. 38 triệu cho em Thủy mã số 4. Cái lớn nha, cái đẹp nha. Quý anh chị mình có thể nhìn cái và đánh giá được ạ. Nằm lên chầu cũng chầu của Nguyễn Phạt, đất nội xin so ha. Ok, chúng ta sang cái mã số 5. Dạ. Mai Chiếu Thủy nuôi gò công luôn anh. Mai Chiếu Thủy nuôi gò công. Dạ, một bạn Mai Chiếu Thủy nuôi gò công. Đây, quý anh chị có thể ngắm nhìn em Mai Chiếu Thủy này. Nuôi cục đề mình và cũng thử gần thân phẩm rồi. Dám xương hay dày mình rồi. Quý anh chị có thể ngắm nhìn tổng thể về em Mai Chiếu Thủy nuôi con này. Cái mã số 5 nha quý vị. Để em đo ha. Nằm lên chầu ảng mấy đám cưới chuột quý vị ha. Rồi, quần thân ngay đây của cây là 35. Quần thân trên đó là 35. Dòng eo của cây là 45. Nguyên một bể đế của cây là 100 luôn. Bề đế là 100. Phẩm tăng mình nha quý vị. Dạ, chiều cao của cây là 5. Chiều cao của cây là 50. Chắc 55 quá. Đây. À, 55 đi anh. Cũng là 56 mình nói 55 thôi. Cao là 55. Cái tăng ngang được bao nhiêu em? Ờ, vâng, chưa đâu. Rồi, đây nguyên phủ tàng của cây luôn. Là 1m05. 1m05 hả? Dạ. Có nhầm lệnh chỗ nào không ta? Ủa? À, lộn. 98 anh ơi. 98 ha. Đây nè, đó, ừ. 98. Nhầm. Tiền của nó thì bao nhiêu em ha? Dạ 38 triệu cả ship cả chậu cho mình. 38 triệu nha. Dạ. Để Long quay kỹ cho quý anh chị mình cùng ngắm này. Cái này thì về cái mặt cắt thì nó còn ít ha. Một xíu nữa thôi là hết rồi. Ở trên phần ngọn thì không còn. Rục rịch chót ngọn đi lên. Và chỉ cần ở dưới cũng to quý vị ha. Đặc biệt đây là cái dòng nua cong quý vị nhé. Nua cong thì nó rất là nhiều nua và nua to. Cái này thì nua to như thế này. Đây. Form tang này thì mình mang thôi. Đây. Phía sau. Để đẹp luôn quý vị ha. Mặt phía sau cũng đẹp. Liên lạc. Không hề bị chảy tuột bất cứ chỗ nào. 38 triệu ha? Dạ.
nua con 38 triệu nha quý vị. Duyên cây lắm. Ok, sang cây mã số 6 ha. Dạ. Số 6 thì chia sẻ với quý vị bên một em tung ra hạn phải là cực kỳ đẹp nè. Đang cho đọc nè, quá trời luôn, năm đẹp quá. Trời ơi, con này nhìn là lung linh luôn đó nha quý vị. Phóm tàng thấy cây là nhìn lung linh luôn đấy. Cây này cùng la hét thì bên vườn thì em cũng đảm bảo cho mình luôn là cây không vê, không ghép gì hết. Không vê bộ ha. Dạ đúng rồi. Đang bắn lọc nón quý vị này. Sáng loáng cây. Xương giấm cây này thì dài cực kỳ dài luôn. Và đặc biệt cái này thì nó cũng xin hứa với quý anh chị mình luôn. Không có một vết thèo luôn đấy. Bên đây có chỗ này. Không đáng kể luôn. Ủa, sao bị tuột sao à? Dạ, nói chung là thép lại rồi, không có vấn đề gì hết đó. Ờ, vậy là cỏ quý vị ơi. Dạ, mình cũng nói cho khách thấy luôn. Tại vì nhiều khi cái mặt trước này nhìn là liền bắn luôn hả? Đúng rồi. Mặt sau cỏ quý vị nhé. Để nó quay cái chia sẻ cho quý anh chị mình cái mặt phía sau này. Mấy cái tay cành này là do em điện thêm á. Chứ bữa nó bị hồi xưa nó bị tuột một xíu đấy nè. Ngắn thôi quý vị ơi. Nhỏ mà nó cuộn mẹp gần sát rồi. Còn lại ở trên thì nó nuôi những cái mặt cắt á, thì nó hết theo quý vị nhá. Đây, lên phần của ngọn trên này, không còn vết theo luôn đấy. Cột cân cái này thì to, lực lắm. Quý anh chị có thể ngắm nhìn tổng thể về em tung la hán này ha. Nhìn đã đời chưa? Mặt để con này cũng đẹp nhá. Đây, mặt để ở phía dưới này. Để phía dưới liên lạc. Chi cần thì to à. Tiền có nhiều không em? Dạ, cái này 28 triệu cả ship cho mình luôn anh. Cả chậu cả ship cho mình luôn. 28 triệu hả? Dạ, đúng rồi. Tùng La Hán. Dạ. À, cái Tùng La Hán mà số 6 quý vị nhá. Dạ. 28 triệu. Em cũng xin nêu cái thông số của bạn này luôn là hoành thân là 28. Nguyên một cái bể đế của bạn này là 1m, chiều cao là 1m05 và tàn là 1m35 đó anh. À, là mình đo thông số trước rồi ha. Dạ, tại vì em nhỏ quá, đo này nó sợ hơi lâu quá, mất thời gian nên em có đo sẵn. Ừ. Mà cô chú anh chị mình mà có muốn xem số đo thì cứ liên hệ qua Zalo cho em sẽ chụp lại gửi lại chuẩn chỉnh cho mình luôn. Ừ, ok em. Đây, quý anh chị mình có thể mình tìm hiểu tác phẩm tung này quý vị nhá. Nói chung là tung lạ nó như thế này là khá gây lắm rồi. Cái này một vài bữa nữa thì nó lên lọc nhiều hơn thì nhìn nó mới đã nữa. Nó đầy đặn hơn. Ok, tung mã số 6, 28 triệu. Tiếp tục em nào đây, em sau đó quay không? Đây đi anh. Dạ, một bạn Mai Chiếu Thủy nu gờ công. À, em này thì cái bộ form tang rồi được chỉnh sửa và quý anh chị mình về còn nuôi thêm nữa quý vị ha. Nhưng mà em này được cái nó có hai con tử gì quý vị này. Hai con tử cũng tạo tạo thêm hai con tử gì này nhưng nó hay hay này. Nu và cong. Nu thì không phải bàn cãi rồi ha. Kinh điển về em nu này quý vị này. Nu này. Nu cục cục đấy. Lên tới trên này luôn, không gần như là không có thèo ấy. Hết thèo rồi. Một số cái nhỏ không đáng kể luôn đấy. Trời ơi là nu thế bẩn chưa. À, chỉ cần thế này thì quý anh chị mình vừa chơi vừa nuôi thêm nữa. Có sẵn rồi nhưng mà phải nuôi cho nó dày nữa thì nó sẽ giá trị hơn nhiều. Tiền cái này thì sao em? Dạ 19 triệu bao ship cho mình luôn anh. 19 triệu hả? Rồi để em đo thử cái này. Cái này cũng lớn quý vị nhé. Em đo ngay chỗ hoành thân ngay đây là 40. Cần thân ở đó là 40. Nguyên một cái dòng eo ngay đây là 62. 62. Bể của cây này là 1m05 đó anh. Bể là 1m05 hả? Dạ đúng rồi. Chiều cao? Chiều cao 85. Cao là 85 quý vị nhé. Dạ, tàng của cây là 80. Tàng là 80 hả? Dạ đúng rồi. Dạ là 19 triệu. Dạ 19 triệu bao ship. Em Mai Chiếu Thủy nuôi con. Cái này mà cột cân nó khá thì giá trị nó càng ngày càng đi lên nhiều hơn quý vị nhé. Quý anh chị mình có thể mình chơi những cái như thế này thì cái giá cả bây giờ nó cũng vừa vừa. Khi mà nó hoàn thiện hơn thì nó sẽ tăng lên rất nhiều luôn đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu tác phẩm cây mã số 8. Dạ, cây kim quýt đi anh. Bạn kim quýt này già này. Kim quýt. Giống như con bạch tuộc, có khi em bóp bạch con bạch tuộc kêu á. Cây to quý vị nhá.
Đây quý anh chị mình có thể nhìn sơ qua về bộ form tang ở mặt phía sau. Xíu nữa Long sẽ đi đến trước để chia sẻ với quý anh chị mình. Một cái kim quýt khá to. Đây, phần mặt tiền đây. Cây đang cho quả luôn anh Long. Hoa quả nhiều lắm. Trời nó lá chít chít luôn ha. Quá trời luôn anh Long. À đây này, quý anh chị mình có thể thấy này. Quá trời ha. Dạ đúng rồi. Này nó khi mà nó chuyển sang màu đỏ nữa thì nó nhìn nó rõ còn đẹp hơn quý vị ha. Nhỏ nè. Nhiều lắm. Quá nhiều luôn. Đặc biệt khi kim quýt này quý anh chị mình có thể mình cũng sử dụng để chữa bệnh ho cho em bé rất là tốt luôn quý vị. Ngâm làm thuốc á. Ừ. Form tang nói về kim quýt thì form tang cái này là cũng rất là mịn thôi. Và quý anh chị để ý này. Như một cái bạch tuộc thật. Để kinh khủng. Phần to nha, cái phần nó được bao nhiêu hả bà tiền nhỉ? À, cái nguyên cái hoành thân là 33 anh còn. Hoành thân ở đây là 33 cm quý vị này. Đúng rồi, có bể đế là 1m3 luôn á. Bể đế một cái này nó hơi khó đo một chút xíu. Ví dụ như giờ anh Long muốn em đo ở chỗ nào để em đo thêm cho. Không, mình đó rồi thôi. À dạ dạ. Còn nguyên một cái bể đây là 1m3, toàn là 1m5, cao là 50. Cao 50, tăng 1m5 luôn ha. Hơi khó đo cho nên em cũng đã đo sẵn á, sợ mất thời gian của mình á. Ừ. Dạ. Cái thì giá trị quý vị nhé. Kim quýt mã số 8. À, nói về kim quýt mà như vậy là to. Những cái mặt cắt ở đâu này thì nó cũng mềm mại rồi. Cái phần cốt ngọn mà nuôi lên cái cổ tay như thế này quý anh chị mình có thể thấy này. Cái cốt ngọn mà nuôi lên to bằng cổ tay này. Thấy không? Và một cái cân nó hơi bày bày ra. Giá tiền của em nó là? Dạ 32 triệu cả ship cả chậu cho mình. 32 triệu ha. Dạ. Cái lớn nhá quý vị. Ok em. À, bây giờ chúng ta sẽ sang cây mã số 9. À, dạ, em có một cây siro. Siro ha. Siro này mình để bàn thôi nhưng mà cái bộ đế của cây này thì cũng như là một con nhện nhện nha. Như con nhện nhện hả? Dạ. Cái nhỏ nhỏ thôi quý vị ơi. Dạ, cây nhỏ. Trái này, có trái nha. Dạ. Hàng nhỏ gọn. Hàng nhỏ gọn à. Rồi, cái nguyên cái hoành thân ở đây là 12 anh ơi. Mình thấy là 12 cm. Rồi, bể đế đi em đo bể đế. Bể đế của cây này là 62. Bể đế là 62. Chiều cao của cây là 40. Cao 40. Và tàn của cây là 50. Tàn là 50 ha. Dạ, 1 triệu rưỡi bao ship cho mình anh. 1 triệu rưỡi quý vị nhé. Cả chậu. Dạ. Bao ship bao chậu tới tận nhà 1.500.000 quý anh chị mình có thể mình liên hệ để bổ sung những cái dòng cây mới vào vườn nhà mình quý vị ha. Dạ. Ừ. Ok. Thêm một cái cây ăn quả nữa đó anh Long, đây là cái bên này luôn à, quay quay bên này luôn. Dạ. Cái bên này là cây mã số số 9 hả? Số 9 ha. 9, số 10 1 2 4 6 7 8 9 cây này cây số 10. Dạ, cây Hồng Quân. Hồng Quân. Cái quả của cây này mình có thể ăn được lúc mà nó chín mình dò lại mình ăn á. Ừ. Cũng rất là có kiểu em thấy người ta hay nói là làm cho dạ dày mình tốt á. Và Hồng Quân ha. Dạ. Cái này khi mà nó ra lọc nó đỏ đẹp lắm quý vị nhé. Đây, những cây lá đỏ. Lúc nó mới ra lọc non quay chia sẻ những cái này nhưng mới đã. Hồng Quân, cái lớn nha quý vị. Cái này thì ở dưới cái bề đế của nó, em đo thông số cái này chưa? Dạ rồi anh, hoành thân là 59. Hình thân của em nọ là ở đây là 59 cm ha. Dạ đúng rồi, nguyên một bể đế của cây này là 1m50, chiều cao là 1m, tàn là 1m5 luôn anh. Cao 1m, tàn 1m5. Cái này bên này nó phân bên này nó có lùa quý vị nhá. Mà dòng cây rừng mà cây khai thác thì phải có lùa thôi. Khó mà nó hoàn hảo 100% quý vị ha. Bên này thì mặt cắt xử lý để cho nó mềm cây. Hồng Quân, giá tiền của nó bao nhiêu đấy anh? Dạ 22 triệu cả ship cho mình luôn anh. 22 triệu ha. Cái này đóng với lòng chắc to ạ. À. 22 triệu và cái này mà gửi ra Bắc là nhiều tiền ạ. Dạ. Nhiều tiền ship á quý vị. Tiền ship á. Nhưng mà quý vị mình yên tâm thì nhà vườn đã bảo giá bao ship rồi. Thế nên có thể là giao lưu thì quý anh chị mình cái giá đó là giá về tới nhà đó quý vị ha. Ok, mình chia sẻ sang những tác phẩm khác. À, đây một bạn Mai Chiếu Thủy nữa. Mai Chiếu Thủy, cái này mã số 11 đi ha. Dạ. 11 là Mai Chiếu Thủy. Con này thì cũng như một con bạch tuộc nữa quý vị. Nó cái hề rễ của nó thì hiện tại nó già và nó lên nú luôn quý vị này. Và cái rễ nó không to hết nha.
Nhìn thấy hay chưa? Nó quải cây nó rơi vào hệ cái quải quý vị. Phong thang ở trên thì cũng tạm tạm rồi. Thế được rồi. Nằm cái chậu vuông bầu đắp nổi như thế này quý vị này, chậu này chậu 60 này. Cây đang ra hoa. Đang ra hoa nhiều hả? Dạ. Thì cây này em có đo hoành thân là 39, hoành thân là 39. Dạ. Cao là 75. Cao 75. Tàn 80, bệ 1m4. Cái bề để này là mặt tư này quý vị. Giá tiền của em nó là bao nhiêu em? Dạ 24 triệu. 24 triệu ha. Dạ cả ship cả chậu cho mình luôn á. Chậu to, chậu 60, chậu đắp nổi 60 của gốm Nguyên Phát quý vị ạ. Ok. Cái mã số 12. Này một bạn khế. Quái chưa? Nhật mà cái cây này dài dữ lắm rồi, em thấy giống như con lạc đà ở sa mạc vậy á. Thiệt như con lạc đà luôn hả? Giống tự tự vậy á. Đây quý anh chị mình có thể thấy này, một con khế, khế chua gẹp khế Nhật. Da cực kỳ già nhá. Và điều biệt thì nó quái. Thật đúng như con lạc đà thật quý vị ơi. Có phần đầu và có cái gu gu ở cổ luôn mấy ghê chứ. Mà đang cho quả rất là nhiều anh Long ơi. Cây đang lọc xâm xê luôn á. Quá rệt. Trái này, góc nào cũng có quý vị ha. Bên đây cũng có, phía sau là nhiều hơn nữa. Đây con quý anh chị mình có thể thấy này, cùng ngắm nhìn em khế này. Da này. À, nó khến lại luôn ha. Có trước đây nó có một số cái vết chảy, bây giờ nó bó lại hết luôn đó quý vị này. Quải cây hai. Tiền nhiều không hả em? Cái này á? Dạ 39 triệu cả ship cả chậu cho mình luôn anh Long. Tận 39 nhà. Triệu hả? Dạ đúng rồi. Tận nhà luôn. Bảo ship tận nhà rồi đó. Dạ. Cái thông số của nó thì như thế nào đây? Dạ, nguyên cái hoành thân ngay đây là 60 anh ơi. Hoành thân ở trên đó là 60. Dạ, nguyên cái bể eo đây nè là 80. Bể eo ở dưới đó là 80. Tàn là 1m3. Tàn 1m3. Chiều cao là 90 anh ơi. Chiều cao lên là 90 hả? Dạ. 39 triệu. Dạ, bao ship tới nhà cho mình luôn á, luôn cái chậu cho mình luôn á anh Long. Ok, cái này chậu xi măng đôi lúc ship mà hơi xa thì nó cũng không an toàn lắm đấy mà. À dạ. À, nhưng mà bên vườn nhà em là đóng đảm bảo cho mình luôn anh. Anh cứ mình cứ kiểm tra hàng khi mà shipper người ta giao hàng á. Dạ. Ok. À bây giờ chúng ta sẽ đi đến với tác phẩm cây mã số 13 ha. 13 cây nào? Dạ 13 là một cây nguyệt quế bên đây. 13 là nguyệt quế này. Nguyệt quế phong tang thiên nhiên. Cái này to quý vị nhá. Cây này hệ lùng lực nè. Nó rơi vào hệ lùng lực. Đây quý anh chị có thể mình cùng ngắm nhìn em nguyệt này. Chi cần cũng to lắm nhá. Và những cái mặt cắt ở đầu cần bây giờ nó bo lại còn xíu xíu nữa thôi nè. Đây. Bên này to hơn ngọn chân cái. Cột này to hơn ngọn chân cái hết rồi. Và bộ form tang sẽ bền rõ ràng quý vị ha. Dày dặn. Mặt phía sau có bị cháy tuột chỗ nào không em? Dạ hầu như là cây này mình liền luôn anh. Liên lạc hết hả? Dạ đúng rồi. Quý anh chị mình có thể mình ngắm nhìn nha. Dạ. Không có sao hết. Chỉ cần thiên nhiên. Tiền thì nó rơi vào hàng mấy đây à? Dạ cây nguyệt quế lùng lực này em xin giao lưu với giá là 55 triệu và cả ship cả chậu cho mình luôn, đến nơi tới nhà mình luôn đó anh Long. 55 triệu hả? Dạ đúng rồi. Cái nguyệt cáo thì nó nhiều nhưng mà dàng lùn mà nó liền, nó cái mặt cắt nó bọp nhỏ như thế này là ít cái gì nhá. Nó rơi vào hệ lùn. Nên là giá tiền nó cũng khá khá đó ha. Dạ. Hoành thân em đo là 60, nguyên một cái dòng bệ của cây là 1m3, chiều cao là 55. Và tàn của bạn nguyệt quế này là 1m2 anh Long. Ừ. Dạ là 55 triệu. Dạ đúng rồi. Báo ship báo chầu rồi quý vị nhé. Cái mã số 13. 14. Dạ 14 thì em mời anh Long qua xem cây khế. Khế. Khế gân Bình Minh đang cho quả nè, một chùm luôn. Một khế chùm. Khế gân Bình Minh. Quả trên cây quý vị ha. Cái này thì gần như là hết thèo nha quý vị. Đây, mặt cắt là hết theo này.
Đây. U cục và cái mặt đế cái này thì cũng phải bàn cãi nữa. Đẹp. Mặt đế đẹp. Chỉ cần form tang cũng được phân bổ rất là chi tiết và nhìn cũng khá là hài hòa. Rồi em đo hoành eo ở đây là 38 anh Long ơi. Hoành eo là 38 cm. Nguyên một bệ đế của bạn Khế này á là 1 m. Bệ đế là 1 m. Khế gánh nhá quý vị. Chiều cao của cây là 75. Cao là 75. Phun tàn của cây là 95. Phun tàn là 95 ha. Dạ. Dạ là 12.500.000 bao ship cả chậu luôn anh Long. 12.500k ha. Dạ đúng rồi. Cây này là khế gân Bình Minh á. Khế gân chua Bình Minh. Ok, à bây giờ chúng ta sang cây mã số 15 quý vị. À mã số bên này mã số 15 là cái khế quý vị nhá. Khế gân ha. Dạ, khế gân. Cái này thì quý anh chị mình có thể thấy được cái về phần ngọn ở trên này nuôi rục rịch lắm quý vị nhá. Và liên lạc lắm. Đây. Bề đế cũng đẹp và có phần con tử ở phía dưới nữa. Cái này nhiều tiền không hả em? Dạ 9.500.000 bao ship cho mình luôn anh, cả chậu luôn anh Long ơi. 9.500.000 hả? Dạ đúng rồi. Rồi em đo hoành thân ngay đây của cây là 25 đó anh. Hoành thân của em nó là 25 ha? Dạ đúng rồi. Để em đo ngay khúc này. 40. Ở đây là em bỏ cái cành tử của mình ra ha. Ừ, đó là 40. Đúng rồi anh Long. Nguyên tàn của cây. Nguyên tàn là 1 mét anh Long ơi. Nguyên tàn 1 mét ha. 1 mét lẻ 3 đó. Nhưng mà nó 1 mét cho dễ. Rồi chiều cao của cây là 80. Dạ tiền của em nó là dạ, 9.500.000. Dạ đúng rồi, 9.500.000 bao ship cho mình. Cây hiện tại là đang cho quả rất là nhiều luôn nè, đang đeo rất là nhiều quả luôn. Cho quả trên cây luôn quý vị ha. Đó, quá đây, trời. Quý anh chị có thể thấy này. Khế gân chua Bình Minh. Ok, cây mã số 15 là 9.500.000. Quay chắc quay thêm một cái tùng nhỏ này nữa đi quá. Dạ, cây này cũng là ở cuối cùng của clip mình rồi anh Lâm ơi. Đây, tùng mình. Mini quý vị ha. Liên lạc nhá, cây thì liên lạc. Dạ, và cây này là cây nuôi cốt chầu luôn. Dạng long. Cây đang đâm lộc rất là sáng cây. Giá tiền của cây này như thế nào em? Dạ 5.500.000 bao ship anh. 5.500.000 ha. Dạ, để em đo luôn ha. Ok em. Hoành thân là 16. Hoành thân của em nó là 16 cm. Dạ, nguyên một bệ đế của cây là 65. Bệ đế là 65. Chiều cao của cây là 68. Cao lên là 68. Nguyên tàn, phủ tàn của cây bên đây là 90. Cái tàn là 90 ha. Dạ đúng rồi, cây đang cho lọc nè. Dưới thân đây cũng có nè, lọc. 5.500.000. Dạ 5.500.000 bao ship và cả chậu cho mình luôn anh. Rồi ok, thì qua đây Long Hùng rất cảm ơn quý anh chị mình luôn đã dành ra một chút thời gian quý báu để theo dõi cuốn video Tài Vườn của Bé Tiền quý vị nhá. Thì nếu như trong quá trình xem video quý anh chị mình thấy tác phẩm nào hợp nhãn thì vui lòng liên hệ với nhà vườn để giao lưu. Dạ, em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã bỏ chút ít thời gian xem video và những cái cây bonsai ở bên vườn nhà em. Mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị gần xa. Nếu thấy clip của anh Long có hay thì cho em và anh Long xin một nút like, một nút đăng ký kênh để em và anh Long có thêm động lực lên những cái tác phẩm bonsai độc lạ, đẹp khác nữa nha cả nhà mình. Dạ em xin nhắc lại là vườn của em là ở Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại liên hệ là 0387696199. Có Zalo tên là Nghĩa. Em cảm ơn và mến chào cả nhà mình ạ. Ok em. Dạ.